Về ấp Tân Thuận B, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, hỏi ngôi nhà ma ám thì ai cũng biết. Ngôi nhà mang lời nguyện ma ám, rộng chừng 200 m², dựng bằng ván gỗ trên nền đất cao. Qua nhiều năm không ai ở nên phần ván gỗ bị mục nát, hư hỏng nhiều chỗ. Cỏ cây mọc tùm che kín lối đi, đã trang điểm cho ngôi nhà thêm phần huyền bí ma mị. Bà Tám sống cạnh ngôi nhà cho biết, khi còn nhỏ tôi thường nghe mẹ kể chuyện về ngôi nhà đó. Bà cấm chúng tôi không được bén mảng tới vì sợ ma nhập hồn hút máu. Tôi còn nhớ họ kể con ma trong nhà đó là ma nữ, hãy thấy ai lang thang ngoài đường giữa đêm khuya là nó bay tới hút máu. Có mấy người từng bị nó hút máu nằm xỉu giữa đường. Đến sáng hôm sau, khi người dân đi làm phát hiện đưa vào bệnh viện thì trên cổ người đó vẫn còn dấu vết bị cắn. Người nào bị nó hút máu sau này đều bị tâm thần hoang tưởng, nửa đêm thường la hét. Không biết thật hư thế nào, nhưng có điều lạ là đến nay tôi vẫn không thấy ai ở trong căn nhà đó. Nếu thật sự không có ma, tại sao không ai dám ở đó chứ? Những người hàng xóm khác sống gần nhà ma này cho biết, ngôi nhà xây dựng từ rất lâu, chừng 100 năm về trước, và thuộc về một gia đình có một người con gái độ tuổi 20. Đêm nọ, ba mẹ cô về nhà ông bà nội để lo việc đám tang của một người cậu vừa qua đời. Đêm khuya, nghe tiếng gõ cửa, tưởng ba mẹ trở về, cô mở cửa thì bị một nhóm thanh niên người Pháp xông vào cưỡng bức, tủi nhục. Từ đó cô gái sống khép kín, luôn hoảng sợ khi gặp người lạ. Nửa đêm cô thường la hét thất thanh, khiến hàng xóm không ai ngủ được. 3 tháng sau, cô gái treo cổ tự tử trong nhà với cái thai đang mang trong bụng. Đau khổ vì mất con, ba mẹ cô dọn đi nơi khác sống. Từ đó hằng đêm người ta vẫn thường thấy oan hồn cô gái hiện về, ẵm một đứa con nít trên tay đi lại trong nhà. Cách đây hơn 20 năm, có một ông lão tên Ba sinh sống gần ngôi nhà hoang này. Mỗi ngày ông vẫn thường qua nhà chặt cây đốn củi đem về. Lần nọ không hiểu vì sẩy chân hay bị ma đẩy mà ông ngã lăn xuống một ao nước phía sau nhà chết ngạt nước. Từ khi ông Ba chết, người dân quanh vùng càng thêm hoang mang về sự linh thiêng của ngôi nhà. Người dân lại truyền tai nhau những câu chuyện mang màu sắc huyền bí, gây sợ của căn nhà hoang. Mọi người cho rằng do ông Ba đốn trộm cây khô mà không xin phép cô gái nên bị đẩy xuống ao dìm chết. Sau cái chết của ông Ba, không đứa trẻ con nào dám lại gần ngôi nhà chơi đùa. Đêm xuống, không ai dám đi ngang qua ngôi nhà dù có việc gấp mà phải đợi trời sáng. Để mục sở thị oan hồn cô gái trẻ theo lời đồn, chúng tôi tìm đến căn nhà trong một buổi chiều mưa rả rích. Từng cơn gió lạnh buốt thổi tạt vào người, luồn qua vách gỗ tạo nên không gian rờn rợn. Gian nhà chính có đặt bàn thờ tổ tiên. Phía trong phòng có một cái giường bằng gỗ đặt ngổn ngang thâu rỗ thúng. Sau nhà có một bộ ván nằm. Do bị bỏ hoang nhiều năm nên bụi bám đầy vật dụng sinh hoạt trong nhà. Theo tìm hiểu, ngôi nhà được dòng họ Dương xây dựng vào năm 1919. Thời gian này thực dân Pháp xâm lược đánh chiếm ác liệt. Vì không chịu nổi bom đạn chiến tranh, cả dòng họ đó đã dọn đi nơi khác sinh sống. Từ đó ngôi nhà không ai quản lý, đã trở thành nhà hoang. Qua nhiều năm, căn nhà được một cán bộ huyện Thanh Bình sở hữu, nhưng vì những lý do cá nhân mà ngôi nhà vẫn bị bỏ hoang, không có người ở. Chính vì vậy, chuyện ngôi nhà có ma vẫn được tiếp tục lan rộng với nhiều điều kỳ bí, ma mị. 11:30 ngày 23 tháng 8 2014. Chị Đinh Thị Hải, sinh năm 1982, quê quán thôn 2, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, giáo viên trường tiểu học Sơn Châu, được phát hiện đã bị chết dưới giếng nước bị bỏ hoang khoảng 10 năm nay. Sau cái chết bí ẩn của cô giáo Đinh Thị Hải, cả làng đã đồn tai nhau những câu chuyện hết sức rùng rợn. Anh Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1981, trú tại xóm 6, xã Sơn Bình, Hương Sơn,
đã khóc cạn nước mắt trước cái chết đầy bí ẩn của người vợ mới cưới. Người đàn ông ấy nghẹn ngào kể lại cho chúng tôi nghe sự việc liên quan đến cái chết của vợ mình. Hôm đó, ngày 23 tháng 8, tôi và vợ bàn nhau sang xã Sơn Châu để làm giúp cho một người bác họ. Vợ bảo tôi sang bên nhà bác trước, cô ấy đi chợ mua thức ăn cho bố rồi sẽ sang sau. Mãi đến 9 giờ chưa thấy vợ sang, tôi gọi điện về hỏi nhưng không thấy cô ấy bóc máy. Sau đó tôi gọi điện cho cô Thanh, một người họ hàng gần nhà, sang xem tình hình thế nào. Một lúc sau cô Thanh gọi lại bảo không thấy vợ tôi đâu, xe máy và mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Cô Thanh gọi mọi người trong xóm đi tìm cũng chẳng thấy. Nghe vậy tôi lo lắng quay về nhà. Sau mấy tiếng cùng hàng xóm tìm kiếm, đến 11 giờ cô Thanh phát hiện vợ tôi đang thở thoi thóp dưới một giếng hoang cạnh nhà. Nghe tiếng la hét của cô, mọi người chạy đến cứu nhưng không kịp. Anh Hoàng nói trong nước mắt. Kể về sự việc xảy ra hôm đó, ông Nguyễn Xuân Dục, bố chồng nạn nhân cho biết, hai vợ chồng nó mới thuê nhà trọ ở trên quốc lộ 8A. Vừa ở được 2 hôm, đến sáng hôm sau thì xảy ra chuyện. Bữa đó, thằng Hoàng bận đi lợp nhà cho người bác họ. Con dâu đi xe máy về, rồi ghé qua chợ mua thức ăn cho tôi. Nó còn dặn tôi, trưa vợ chồng con không về nhà ăn cơm, bố chịu khó ở nhà ăn một mình, thức ăn con đã mua sẵn rồi. Sau đó tôi đi cắt tóc, đến trưa tôi về thì đã nghe người dân bảo phát hiện nó chết dưới giếng. Từ khi cưới nhau, vợ chồng nó sống hòa thuận, tình cảm và chưa một lần thấy hai đứa to tiếng với nhau. Mới đây, con dâu thường hay kêu đau bụng. Tôi hỏi thì con trai bảo vợ đang mang bầu. Cuộc sống của chúng nó đang hạnh phúc vậy mà không hiểu sao giờ lại ra nông nỗi này. Chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà cô Nguyễn Thị Thanh, 50 tuổi, là người hàng xóm đã phát hiện ra thi thể của chị Hải dưới ngôi giếng để hoang lâu năm. Cô Thanh cho biết, vợ chồng anh Hoàng mới cưới được 42 ngày. 4 ngày sau cưới, mẹ anh Hoàng vào miền Nam thăm cô con gái út. Ở nhà chỉ còn ông Dục và hai vợ chồng Hoàng. 2 ngày trước khi mất, vợ chồng Hoàng đã tìm thuê nhà trên quốc lộ 8A để thuận tiện cho công việc vì cả hai vợ chồng đều là giáo viên tiểu học. Vừa ở nhà mới được 2 hôm, sang hôm sau cả vợ chồng ghé về thăm bố thì xảy ra sự việc. Chỉ hơn 1 tháng trước, chúng tôi vừa đi ăn mừng đám cưới vợ chồng cô Hải, vậy mà giờ lại ra thế này. Cô ấy vừa mới về làm dâu nên chưa quen biết mọi người nhiều. Thỉnh thoảng cô ấy lại đến nhà mấy người hàng xóm ở gần, chứ cũng chẳng đi đâu xa. Hôm đó thấy chú Hoàng gọi điện về, nhắn tôi sang bên đó bảo cô Hải qua nhà bác họ ăn cơm. Lúc tôi sang gọi mãi chẳng có ai thưa. Tìm quanh nhà thấy mọi đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chiếc xe máy vẫn ở đó. Sau một hồi tìm không thấy, tôi gọi những người hàng xóm khác cùng giúp đỡ. Chú Hoàng cũng về tìm nhưng không thấy tung tích của cô. Đến khoảng 11:30, tôi chạy băng qua một ngôi nhà bỏ hoang gần đó thì nghe thấy tiếng thở rên rỉ. Nhìn xung quanh lại chẳng thấy có ai. Bước đến cái giếng bỏ hoang mới tá hỏa phát hiện cô ấy, rồi gọi mọi người đến. Một lúc sau cả xóm đến để tìm cách đưa cô Hải lên, nhưng ai xuống cũng phải lên vì giếng sâu, nước cạn, miệng giếng nhỏ, nên người nào xuống một nửa giếng cũng lên vì ngạt khí. Sau đó mọi người dùng móc sắt rồi kéo lên, nhưng lúc đó cô ấy đã chết. Bà Thanh kể lại. Trước sự việc, một thiếu phụ được đánh giá là ngoan hiền, hạnh phúc, nay lại chết một cách bất thường, nhiều người dân không khỏi hoang mang lo sợ. Đã có nhiều người cho rằng cái chết của cô Hải liên quan đến những vùng đất linh thiêng và giấc mơ lạ của cô trước khi chết. Ông Nguyễn Thanh Bình, 78 tuổi, là một bậc cao niên trong làng cho biết, sau khi phát hiện xác cô giáo tiểu học dưới cái giếng hoang, đã có những lời đồn truyền tai nhau. Người trong làng cho rằng việc cô gái chết bất thường là do bị ma bắt đi. Ở vùng đất đó nay chỉ còn 3 hộ gia đình đang sinh sống. Trước đây khu vực này rất đông vui. Sau đó không hiểu vì sao, rất nhiều người sống ở đây đều gặp chuyện xui xẻo lạ thường, cho rằng đây là vùng đất khó sống, họ bỏ đi hết. Bây giờ chỉ còn lại những ngôi nhà hoang. Hồi trước người dân địa phương gọi vùng đất này là xóm rú. Sở dĩ gọi như thế
bởi làng này nằm trên một ngọn đồi cao. Cái giếng cô gái chết ở đó là của nhà ông Toản ngày xưa, nay đã chuyển đi nơi khác khoảng 10 năm rồi. Hồi đó vợ ông bị bệnh mất, trong nhà gặp nhiều xui xẻo nên ông ấy cùng các con chuyển đi chỗ khác sinh sống. Người ta bảo ở đây làm ăn không nên nổi, nuôi gia súc gia cầm đều bị dịch chết, con người cũng vậy. Bà Thanh là hàng xóm của cô Hải, trước đây cũng gặp chuyện không may mắn. Cậu con trai út của bà đang khỏe mạnh bình thường bỗng tự nhiên bị động kinh chết. Bây giờ ở đó chỉ còn 3 hộ dân sinh sống là nhà ông Dục, nhà bà Thanh và bà Minh. Ở khu vực đó ít nhất cũng đã có khoảng 10 hộ dân chuyển đi nơi khác, bỏ đất vườn lại đó. Tôi nghe nói nhiều người đi xem bói về được thầy phán ở đó có hai mẹ con ăn mày chết đói nên đã ảnh hưởng đến vùng đất này. Một người dân khác cho biết vợ chồng cô Hải thuê nhà ở trên xóm 2, xã Sơn Bình, nhưng lại thuê đúng ngôi nhà của gia đình lấy đất ngôi đền để xây nhà, có tên là đền cửa ông. Mới đêm đầu, hai vợ chồng ngủ, người vợ mơ thấy hai con voi lạ đến quấy nhiễu và một người đàn ông đến đuổi đi. Lúc tỉnh dậy, người vợ kể lại cho chồng nghe, rồi đòi chồng chuyển nhà. Đến hôm sau thì xảy ra chuyện, một người dân địa phương kể lại.